cây rơ khanh gia là cây đa chuông muôn dân rặng rội cho kẻ có phước. Những tiếng kinh cầu vang lên trong màn đêm làm cho không khí tang thương càng thêm lạnh lẽo. Sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật và tuổi già, thì hôm nay bà cụ 86 tuổi, mẹ của Út Nhất đã về với Chúa, về với thiên đàng. Sự ra đi mất mát nào cũng để lại đau thương cho người ở lại. Những tưởng Út Nhất sẽ gục ngã đau đớn, thay vì sự yếu đuối hàng ngày mà cả nhà đã từng thấy, thì hôm nay Út Nhất bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào thời điểm này, đã không cho mình gục ngã để kề cận lo cho mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bỏ qua những lời bàn tán xăm xì, suy nghĩ lạc quan tí xíu á, thì ở cái nhà mới, được sự chung tay giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, thì tất cả tin rằng bà cũng nhẹ nhàng an tâm mà ra đi. Vì suy cho cùng, trong cõi tạm này chẳng ai thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử. Chỉ mong bà an nghỉ và thành thật chia buồn sâu sắc cùng với Út Nhất và gia đình. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị. Hiện nay thì cũng gần 10 giờ tối và Bùi Hồ với anh Mộc Đồng lại lật đật từ huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang trở về lại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Vì chiều ngày hôm nay Bùi Hồ có nhận được một thông tin cực kỳ buồn, đó là bà cụ mẹ của Út Nhất, sau những ngày chống chọi với bệnh tật thì ngày hôm nay bà cũng đã chính thức trở về với đất mẹ. Em cũng sẽ tiếp tục một hành trình hơn 30 km nữa để trở về lại với gia đình Út Nhất trong đêm. Và Bùi Hồ với anh Mộc Đồng cũng sẽ chia sẻ những cái thước phim này, mặc dù là các anh em sẽ không muốn chia sẻ những cái đoạn phim này đến cô bác quý anh chị, nhưng mà cũng có khá là nhiều cô bác quý anh chị có gọi điện trực tiếp với Bùi Hồ rằng là hãy quay về để mình chia sẻ cho mọi người có thể biết được về cái cảnh của nhà Út Nhất để có thể kịp thời hỗ trợ, cũng như là thay mặt quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ những cái phần mà như là hào hồn gương này cô bác quý anh chị. Và cô bác quý anh chị tiếp tục cùng đồng hành với các anh em trong đoạn video clip có ngày hôm nay ha. Tính thì các anh em đến đây cũng đến chia buồn với lại Út Nhất cùng với gia đình ha. Thôi nhưng mà những ngày qua bà chống chọi với bệnh tật như thế là cũng là một điều gì đó là đã hết sức của bà rồi. Thì mong bà sẽ sớm về lại với Chúa. Thì Út Nhất ơi, hồi chiều thì lúc bà ra đi thì có dấu hiệu gì Út Nhất có thể chia sẻ, và lúc bà đi lúc nào hả Út Nhất? Tắt mẹ cũng như bà ỉa ra máu đó cơ. Từ cái quay lại cái mẹ bà nước miếng mà trào trào ra ngoài đó, cái chùi rồi cái từ cũng tới lui đó cơ. Từ hờ cái mấy má hờ mới chết. Trào trào ra ngoài. Bà đi phân ra máu. Thì mất lúc mấy giờ? Đất thanh chiều thứ sáng thứ bảy cơ. Sáng thứ bảy khi nào lại đưa mẹ lại cho nhà thờ cho cha? Sáng thứ bảy đó. Sáng thứ bảy mình 4 giờ đi là rồi 5:30 đi ra ngoài nước thánh cho mẹ. 4 giờ sáng hả? 4 giờ sáng đi lại nhà thờ kinh. Cha làm phép rồi mới được vô nước thánh cho. Rồi vấn đề mà hòm gương chỗ bà thì như thế nào? Hòm gương đó, cái hòm á, quan tài á. Như là bên bún đạo cũng biết là điện rồi mang về trở lại sớm. Tiền bạc sao nhất? Thì cái hòm 5 triệu. Cái hòm 5 triệu ha. Còn thêm chi phí gì nữa không? Chi phí thì như đồ ăn cho người ta lại cầu lễ. Cầu lễ đó. Cho người ta lại cầu lễ như 5-6 đêm vậy đó. Mình mua bánh trái này kia cho người ta uống. Hiện nay là Út Nhất còn được bao nhiêu tiền? Út Nhất ở đây còn lại cũng 3 triệu. 3 triệu? Mình còn đưa hết ta 5 triệu, triệu về mấy bà chị mua gà, mua này kia với chiếu mùng mền với ba các thứ này kia đó. Tặng niệm mẹ. Có mua mấy đồ bộ, đồ mới gì đây tặng niệm cho bà cụ không? Không.
tặng bộ đồ, mấy bộ đồ cọ mới mà mai mà mẹ chưa có bạn đó. Ừ. Lấy ra tặng cho mẹ. Bà có mấy bộ đồ mới không? 4 bộ. Có đúng không? Có 4 bộ. À, vậy là mình mua những cái đồ để mình đãi người ta ấy lại đúng không? Cũng như là ra tụ lễ đó, thức khuya thức hôm đó. À. Cái đầu mình mua gà vịt kia mà nấu cháo cho người ta ăn. Ừ. Rồi bánh trái này kia thì các thứ gì đó. Ừ, là đưa hết 5 triệu. Ừ, đưa cho chị này kia đó. Mấy chị người nào mua, ai kêu người nào mua thì người đó đi mua. Ừ. Như mua gì đó thì ông Biện ông ra thấy thì mình đi mua. Ờ, ông Biện ông là ông kêu mua cũng như thiếu cái gì mà tặng liệm mẹ đó thì ông sai thì mình đi mua. Ai đi mua cho gia đình đúng nhất? Chị Sáu, người nhỏ em dâu. À, chị Sáu đưa tiền cho chị Sáu 5 triệu rồi ha. Ông nhất hôm trước là còn 8 triệu mấy đúng không? 8 triệu mấy. Bây giờ còn lại 3 triệu mấy đúng không? Ở cái còn lại 3 triệu cơ. Còn lại 3 triệu. Rồi ngày mai người ta đem quan tài lại ha. Ngày mai người ta đem quan tài lại. Ừ. Cái này là xong rồi mình mới trả tiền cho ta hay trả luôn? Sao? Cái này là xong. Ừ. Chắc xong hết trơn rồi mình mới có trả. Ừ. Bây giờ vậy nè, ngày mai em sẽ đưa chủ nhất 5 triệu nữa. Có thiếu gì thì cứ đãi cho tao, Biện khi mua gì cứ mua. Còn cái chuyện quan tài đó thì sau khi mà đám xong á thì nói với em để mình trả tiền, cái em đưa nhất trả tiền cho tao cái một luôn. Ông nhất hiểu không? Đúng rồi, cứ nói gì cũng hiểu. À, còn 3 triệu đúng không? Còn mai em đưa triệu. Sáng mai em đưa thêm 5 triệu nữa. Còn giữ là 8 triệu đừng thiếu gì nữa, mình cứ xây sở. Ừ. Nói với em. Rồi còn tiền quan tài này chừng nói xong em mấy em rút tiền ra từ chỗ nhất. À, để cho nhất trả cho người ta. Ừ. Bây giờ thì chắc cái tâm trạng buồn dữ lắm đúng không? Ông cũng buồn mà cũng gán cứu lên. Ừ. Đặng lỡ có gì cũng còn cha. Ừ. Sức khỏe hồi chiều sao rồi? Có khỏe hồi nhất hả? Ừ. Hồi chiều thấy nó cũng khỏe. Nó khỏe rồi cứ thấy trong mình cũng ăn uống cũng được cơ. Ừ. Có chích thuốc gì không? Có, biết ngày nay có đi tỉnh chích mũi này, nó là 3 mũi rồi. Ừ, không nghe 3 mũi rồi. 3 mũi rồi đó, hồi giờ giờ biết 3 mũi hết rồi. Ừ. Bác sĩ kêu khỏi hết rồi. Hết rồi hả? Bác sĩ kêu ngày nay là biết khỏi lên chích. Có uống bằng cái nước yến hay là sữa ensu gì vô? Không, biết không có uống. Ừ. Có hộp sữa kia. Uống sữa ensu được không hay là sao đợt này không? À, mỗi cái không có uống sữa được. Có hộp sữa Mỹ cô Long ở Long An đó anh. À, biết là cái đó thì nào nay cũng biết có uống, cũng như là mệt rồi mới uống. Ừ. Khỏe mới uống chứ còn ham mạnh biết cũng không uống, để dành mạnh có mình mệt khỏe thì mình uống. Ừ. Rồi anh Tú có biết không? Tú thì nào nay không có về đây được. Ừ. Anh Tú có nói gì không? Anh Tú có nói gì không? Thì nào nghe nó cũng giờ mẹ vậy thì nó cũng im ru lắm. Ừ. À, chiều giờ có ra cho anh Cường hay không? Không, không có, nó như mấy người đó không có cho hay. Ừ. Ừ, hay nó không cái nó quậy, nó quậy khóa, nó làm đùng đùng cái à, sớm người ta ngủ không được, cũng không người ta chữ nữa. Mà không cho hay luôn hả? Không cho hay. Tại vì nó cũng hay cũng đâu có nói đâu, cũng chẳng biết gì đâu. Ừ. Ba đâu rồi? Cha thì đi qua bên bệnh, ông ngủ, cơ nó khỏe. Qua đâu? Qua bên nhà nhỏ em dâu á. Ừ, nó qua bệnh, ông qua bệnh, ông ngủ, cơ nó khỏe, nó yên tĩnh. Cha ở bên đây như chút xíu cầu lễ hoài á, rồi ông mệt. Mất công, tội nghiệp ông. Chắc hồi chiều ông cụ chắc khóc dữ hả? Hồi chiều thì má mắt thì không có da, không có cho ông hay. Đời này ma hả, cho ông hay. Ông cụ chưa hay nữa hả? Chưa hay. Tại không có cho ông hay. Ừ. Tại vì ban đêm ban hôm lỡ có gì mất công lu bu nữa. Để với hà sáng này hả cho cha hay. Ủa thường thường là ông cụ đi ra đó ngủ ban đêm hả? Không, mỗi lần mới ngủ đêm nay này nữa. Ừ. Tức là hồi chiều thấy bà cụ yếu quá rồi đưa ông cụ ra sau đó ngủ ha. Ờ à, đúng rồi. Như ở đây như gần ì á. Rồi cái nên ổng cũng không có ngủ được. Nhưng mà có ai cho hay không? Ông cụ là bà cụ mất không? Không có ai hay cho hay, tại vì mấy ông anh dặn hết.
Làm gì làm phải giữ gìn sức khỏe nha. Đúng rồi. Cũng còn cha mình nữa đó. Còn cha, rồi còn thêm mình em. Ừ. Không bao giờ được gục ngã hết á. Và vậy biết cũng phải gắng cố lên. Ừ. Bây giờ anh em đến đây á, thứ nhất là chia buồn với Út Nhất. Nhưng mà dù sao bà tuổi cũng cao rồi, bà ra đi thì nó nhẹ nhàng hơn, nhầm khi lâu thì sợ hành cái thể xác bà nằm bị đau hơn nữa. Nên bà khi được về với Chúa thì cũng với cái tuổi của bà thì cũng được rồi. Út Nhất đừng buồn, tại vì xung quanh Út Nhất cũng còn nhiều người cô chú anh chị ủng hộ cho Út Nhất, động viên tinh thần của Út Nhất. Trước khi đến đây là mấy anh em tới đây là cũng có cô chú anh chị điện thoại rằng đó, nói qua thăm Út Nhất coi như thế nào, sợ Út Nhất gục ngã. Mà em nói với anh Đồng nữa là Út Nhất không gục ngã đâu. Cũng cố gắng, tại vì còn cha nữa mà, còn hai em nữa mà. Cũng gắng cố lên. Tại vì Út Nhất lúc ở bệnh viện cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi đúng không? Đúng rồi đó. Vậy là mấy ngày nay, hôm qua thì không biết là như thế nào, hôm qua tự nhiên ăn được mấy muỗng hơn. Có ngày nay là mẹ ăn là Út Nhất biết liền. Lúc bà ăn có mẹ muỗng với hai cái bà nhả ra. Là bà nuốt không trâu. Mỗi lần lúc trước còn thì mẹ đi đâu cũng nhắc Út Nhất hết á. Đi đâu cũng kêu luôn. Đi Sài Gòn không yên nhưng mà Đi Sài Gòn mà bà cũng kêu gan cần. Đi đâu bà cũng kiếm, nó kêu đó. Thương cũng nhất nhiều nhất vậy. Tại vì cũng như mẹ con gần gũi á. Thì mình cũng chăm sóc mẹ mình gần gũi, cái vắng cái bà kêu khi đi mặn á. Có khi cũng cái gán tới 12 giờ luôn, cái bà hỏi chứ sao mình dứt nó đi mặn cái này mà không thấy nó về. Cái cha ông nói là nó gán cho gầu hay gì ấy, chứ nó cũng chưa có ăn cơm. Lo đúng không? Bà lúc bà còn biết đó. Ở đi mặn trễ là bà hỏi ổng là ở đây thằng Dứt nó đi mặn tới bây giờ nó không thấy nó về. Tại có mấy mẹ con người hủ hỉ với bà hoài thì bà quen. Nhắc lại thì buồn nhưng mà không nhắc lại thì chắc có lẽ là cô bác với anh chị sẽ không biết được cái tình cảm của Nhất dành cho mẹ như thế nào đâu. Trước đây Bùi Hồ có hỏi một câu là vì sao ổng Nhất có bếp ga rồi lại nấu cơm củi. Thì ổng Nhất nói một câu là tại vì mẹ ăn cơm này không được. Nên Út Nhất phải nấu cơm củi cho mẹ ăn. Ở bao nhiêu đó cũng ta cũng thấy sự hiếu thảo của Út Nhất rồi. Có nhà mới thì coi như là bà cũng có một cái nơi mà nó an nghỉ, nó được ấm cúng hơn đúng không Út Nhất? Đúng rồi đó cưng. Mình là sẽ suy nghĩ đến những điều tích cực nhất. Bà cũng cảm thấy mãn nguyện khi bà ra đi rằng đó, là con của mình cũng đã có được cái ngôi nhà ấm cúng. Và thậm chí đến thời điểm này đó, thì bà cũng cảm thấy ấm cúng khi an nghỉ ở đây để về với lại Chúa, về với Đất Thánh. Không có được, hồi chiều thấy khóc quá trời luôn rồi. Tại vì cũng mẹ mắng mắt nó đi, cũng tội. Cũng như nhà mới mà sống với mẹ không bao lâu rồi mẹ bỏ không biết đi. Chiều về ăn uống gì chưa? Có, chiều về bố cứ ăn được tô cơm. Ăn được cơm đó nè. Thấy nó khỏe. Trên thế gian này thì không thoát được, không ai thoát được cái vòng sinh lão bệnh tử hết á. Mà không phải mình riêng giống như mất mẹ, mất cha, mà tất cả những người cũng còn ở đây cũng có thể sau này cũng sẽ. Và có những người đã từng rất nhiều người trước đó đã từng trải qua giống như Út Nhất rồi, ai cũng hiểu được cái cảm giác cô đơn hụt hẫng như vậy á. Nhưng mà Út Nhất mạnh mẽ mà, đâu lo gì đúng không? Đúng rồi. Cố gắng ăn uống nhiều vô lo cho cha. Đúng rồi, còn cha. Hồi chiều là hai anh em sợ là hôm qua là ông cụ nhắc á, nhắc cái kỷ niệm với bà cụ á. Thì hai anh em sợ cha biết rồi cha xỉu lên xỉu xuống nữa. Rồi chiều bà có nói được là gì không? Không, mẹ mấy ngày không. Trước bà có nói, trước khi nhập viện bà cụ có nói được là gì không? Không, cũng như nói được mà không có ra tiếng. Nghe cũng không có được rõ. Nghe cũng như là cà nhầy. Bà cụ nói gì? Thì cũng như hỏi má bà gán ăn vô,
mạnh khỏe ăn xuất viện đi về nhà mình. Ừ, bà cũng cỡ khóc nữa đâu có, nước mắt chảy ngược vào trong á. Nén cố gắng lên à, biết không, cứ cố lên như vậy. Tối đêm nay vậy là thức nguyên đêm nữa rồi. Cứ thức nguyên đêm ca mẹ chứ coi nước trà nấu nước ra kia kia đó, thằng đem ra cho người ta thức khuya lên trực với mẹ. Vậy là nhắc lại chống nhất gõ như thế này, ngày mai thì em sẽ đưa chống nhất lại 5 triệu để trang trải những cái này, còn tiền cái kia thì sau khi đám tiệc xong xuôi hết á, đúng rồi, thì bao nhiêu tiền đóng cơ lại thì em sẽ gửi chống nhất. Tại vì lúc trước đây anh em cũng Bùi Hồ cũng tính công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân á, tuy nhiên thì cũng Bùi Hồ cũng lo lắng cái sự việc ngày hôm nay xảy ra nè, nên là nữ chưa thể công bố được. Nhưng mà nói tốt nhất lần nữa cứ yên tâm, số tiền đó đủ lớn để chốt nhất có thể xây sở những cái lúc hậu sự như thế này, và đủ lớn để út nhất có thể lo cho ông cụ cái quãng đời còn lại của ông cụ, và thời gian tới út nhất cũng sẽ có được một cái công việc, nên út nhất cứ yên tâm mạnh mẽ lên ha. Sớm bây... cũng hơi lo trên quãng đường thì thấy anh Út quá chừng là khóc rồi, nói không biết tình hình như thế nào nữa, rồi ông cụ sẽ ra sao. Thấy khóc mệt quá thì kiếm chỗ nằm ngủ một tí xíu để cho anh em thay phiên. Đâu có nghĩ gì nữa đâu được. Giờ này mà nghĩ gì? Không có, ông nhất cũng như coi nước nâu rồi kia chạy ra chạy vô đó thôi. Thì cứ coi đi. Canh cho mẹ để cho ấm.